Thánh Cha và con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, cộng đoàn tín hữu chúng ta sắp kết thúc nghi lễ an táng cho thầy Giuse theo truyền thống Kitô giáo. Giờ đây chúng ta còn đang gặp gỡ thầy, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã bởi đất mà ra. Nên không gì hơn là chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện để gửi gắm thầy Giuse cho Chúa. Chúa chiên lành người thường dân tôi đi. Tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi. Bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Nhờ phúc lòng chan hòa nhuận rồi như mưa trên đầu tuần xuôi. Ngày đêm vui sướng thành tôi trong nơi cùng thánh hồn tôi nương nhờ. Chúa chiên lành dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi được nghỉ ngơi. Bên dòng suối mát người tăng sức cho tâm hồn. Lạy Cha, chúng con xin phó thác cho Cha người anh em tín hữu của chúng con là thầy Giuse. Dưới ánh mắt người đời thầy đã chết, nhưng xin cho thầy được sống mãi bên Cha. Xin Cha cùng mở lượng hãi hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi lỗi lầm mà thầy đã sai phạm vì yêu đuôi khi còn sống ở trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của người tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thanh hóa phần mộ của các tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn mang thân cát bụi. Xin thương người con của Chúa là thầy Giuse được an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa tỏa sáng tôn nhan, làm cho thầy Giuse sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người tín hữu của Chúa là thầy Giuse ra khỏi trần gian mà về với người, nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Giêsu Kitô đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi xác đất vật hèn của chúng ta nên sống thân xác hiển vinh của người. Bởi thế chúng ta xin phó thác thầy Giuse cho Chúa, xin người đón nhận thầy vào chốn bình an và cho thầy được sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Đức Giêsu nói với cô Marta khi em cô qua đời. Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin ban sự sống đời đời cho thầy Giuse. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng phép rửa mà thánh hóa người tín hữu này. Xin thương nhận thầy Giuse vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình vào mẫu thân Chúa mà nuôi dưỡng thầy Giuse nơi bàn tiệc thân. Giờ đây xin đón nhận thầy Giuse và nước Chúa giữ tiệc muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang khóc, chúng con đang thương khóc thầy Giuse. Xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trông cậy
sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha. Cứu rỗi nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, khi còn sống Thầy Giuse đã nguyện theo ý Cha, nay Thầy đã qua đời thì xin Cha rũ lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của Thầy, cũng như khi còn ở trần thế Thầy được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương Cha Thầy cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được yên muôn đời. Và cho ánh sáng hàm thu chiếu soi trên linh hồn Thầy Giuse. Lạy Mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn sống bình an. Tạ ơn Chúa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây chùa còn bằng này phải lấy chiều còn phải đưa lụa ấy. Đây đổ hết đây. Chiều nó chiều đổ thôi mà. Cái này nó phải để chiều đẹp. Chiều nó đổ. Chỉ cái đám ăn.